Chào thầy cô và các em đang đến với trang http://2.2thipix.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 3 thi VIMPIC giải toán trên mạng, lớp 3 vòng 15, vòng thi cấp huyện. Các em vừa nhập được mã thi do phòng giáo dục, do các chuyên viên của phòng giáo dục cung cấp. Các em sẽ ấn vào nút OK và các em bắt đầu làm bài. Bài mở ra thì cũng có 3 bài làm nhỏ, chúng bắt đầu làm bài 1 và một có tên. Tìm cả bằng Chúng nhau. ta nhấn bắt đầu. Chúng ta có 20 ô kẻ ra và ta phải làm được bài này. Ta kẻ ô 20 ô ra. Ở đây là 1/4 của 480. Ta lấy 480 ta chia mấy nhỉ? Ta chia cho 4 thì bốn bằng 120 đúng không? Và cái biểu thức này 128 nhân với 6 trừ đi 648 thì em nhân vào, em thực hiện em cũng có kết quả bằng 120. Vậy như là ta đã được một cặp đôi rồi. Ở đây ta có 30, ta có 1/2 của 60 là bao nhiêu? là 30. Đây là 30. Vậy 1/3 của 90 cũng là bao nhiêu? 1/3 của 90 cũng là 30. Rồi, 36 chia 6 được mấy? 36 cho 6 được 6. Vậy cái này bằng 6. Thế đây là số La Mã này là mấy đây? Số 5 mã đấy là 6. Là 6. Rồi, thế bây giờ tiếp tục. Ở đây số La Mã này là bố mấy? Là 4 chứ, là 4. Là 4. 36 chia cho 9 được mấy? Được 4 ạ. 4936 đúng rồi. 1/5 của 50 là bao nhiêu? 510 là bao nhiêu? 1/5 của 510 là 102. Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là số Là nào? số 102. Rồi, tiếp tục gấp số nhỏ nhất, số nhỏ nhất có 2 chữ số là 10, gấp lên 6 lần là bao nhiêu? Là 60 ạ. 60. 540 chia 9 được bao nhiêu? 540 chia 9 được 60 Được ạ. 60. Tiếp tục. Ở đây ta có cái này 4.239 chia 9 thì được bằng bao nhiêu đây? Bằng là 470. Bốn bao nhiêu? 471. 1. 471 đúng rồi, cái nào 471. Thế vậy ở biểu thức này phép trừ 1.564 em nhân với 5 em được bao nhiêu, trừ đi 7.349 và kết quả cũng bằng 471. Vậy là cặp đôi này rồi này, được chưa? Tiếp tục là hỏi em kết quả này 145 nhân 7 bao nhiêu? Sẽ bằng là 1015. Đúng rồi, cũng có kết quả bằng 1015 này này. Đúng chưa? Số lẻ nhất, số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau đó là số nào? Là 103. Đây là 103. Vậy biểu thức này 1023 nhân 4 rồi trừ đi 1.300, 3.989 thì cũng bằng 103 các 103. em ạ. À. Và chắc chắn câu cuối cùng là các em phải bằng nhau rồi, đúng không? Thầy và các em đã làm xong bài này rồi. Chúng ta sẽ làm bắt đầu từ câu 1. Tìm x, biết x chia 4 bằng 1.378. Vậy muốn để tìm x thì ta phải làm thế nào? Ta sẽ lấy 1.378, ta nhân với 4. Tìm số bị chia ta phải nhân bằng 5.512. Các con đánh vào 5.512. Câu tiếp theo, x nhân lên 7 bằng 4.396, vậy x bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 4.396. Làm sao? Ta chia cho 7. Và kết quả của nó bằng 628. Vậy ta được 628. Rồi, bây giờ câu thứ 3, tìm x, biết x nhân 4 bằng 7.724 nhân 3. Con làm thế Ta nào? sẽ lấy 724 nhân với 3. Bằng là 2.172 rồi làm sao? Ta chia cho 4. Ta chia cho 4. Và có kết quả bằng 500 bao nhiêu nhỉ? 543. Chúng ta chuyển sang câu số 4. Một trại chăn nuôi có 8.715 con gà. Sau khi bán đi một số con gà thì số gà còn lại bằng 1/7 số gà lúc ban đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu con gà? Bây giờ ta phải tìm 1/7 của số gà lúc ban đầu. Vậy ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 8.715, ta chia cho 7. Và kết quả bằng bao nhiêu? Bằng là 1.245 ạ. Rồi em trừ đi, em lấy cái số ban đầu em trừ đi 1.200, con lấy 8.715 715, ta trừ đi 1.245. là Bằng bán đi bao nhiêu nhỉ? 7.470 con. Có 3 thùng dầu, thùng thứ nhất có số dầu kém 8 lít thì tròn 80, kém 8 lít thì tròn 80 thùng dầu, thùng nước là bao nhiêu? 72 lít. Thùng thứ hai có số dầu hơn thùng 1, đúng bằng 1/8 số dầu thùng 1, hơn thùng thứ hai có số dầu ít hơn thùng 1, đúng bằng 1/8 số dầu. Vậy ta của thùng 1 ta phải tìm 1/8 của thùng 1 là bao nhiêu? Ta 72 chia mấy? 72 chia 8 7 chia cho 8. 8. Ừ, được mấy?
được Đúng mấy? bằng 9 đúng không? Đúng bằng 9, kém 9 ít. Vậy ta mới lấy 72. 72 trừ 9 đúng không? Thì vậy thùng 2 số dầu bằng 63. Thùng 3 có số dầu ít hơn thùng 2, đúng bằng phần 9 số dầu của thùng 2. Vậy 63 chia 9 được mấy? 63 chia 9 bằng Mấy? 63 chia 9 9 bằng Mấy đây? 7. Vậy nên ta lấy 63 trừ 7 bằng bao nhiêu? 63 trừ 7 bằng là 56. Lấy 56 đúng rồi con ạ. À. Thế vậy hỏi cả bằng bao nhiêu dầu ta lấy bao nhiêu? Ta lấy 772. Cộng bao nhiêu đây? Cộng số dầu cùng 2 Cộng là với 63 rồi cộng với 56. câu 6 yêu cầu tìm x biết 5 nhỏ hơn 432 chia 8 rồi chia x nhỏ hơn 7. Vậy chắc chắn phải là kết quả bằng 6. Vậy ta phải giải cái này ra xem x bằng mấy. Đúng không? Thì Vâng. 5, 6, 7. Vậy Ta ta lấy có 432 chia 8. chia 8 432 bằng bao nhiêu? bằng 54. 54 chia cho mấy để được 6? 54 ta chia 9. Đúng rồi, vậy 54 chia 6 được 9. Vậy ta tìm x bằng 54 chia 6, x bằng 9. Vậy chỗ đây x bằng 9. Câu số 7. Mẹ đi chợ mua 24 gói bánh và một số gói kẹo. Sau đó mẹ mua thêm 12 gói bánh và 30 gói kẹo. Thì lúc này số gói bánh bằng 1/3 số gói kẹo. Và lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu gói bánh và bao nhiêu gói kẹo? Hỏi lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu gói bánh và gói kẹo? Từ bao nhiêu gói tất cả đấy đúng không? Vậy đầu tiên mẹ mua bao nhiêu? 24. Sau đó mẹ mua thêm 12 gói bánh nữa. 24 thêm 12 là bao nhiêu? 24 thêm 12 bằng là 36. Và mua thêm 30 gói kẹo nữa. Tức là mua cái gói kẹo ban đầu là A. Bây giờ bạn A cộng 30. Thì lúc này số gói bánh bằng 1/3/3 số cái kẹo. Ta vẽ ra. Ta vẽ gói bánh bằng 1 phần thì gói kẹo bằng 3 phần bằng nhau như thế. Mà gói bánh lúc này vừa tính bằng được bằng là 36. 36 nhân 3 bằng 108. Vậy mẹ mua thêm 30 gói kẹo nữa thì bằng 108. Đúng chưa? Mẹ mua thêm 30 gói kẹo nữa bằng 108. Vậy ta biết ngay ban đầu của mẹ có số kẹo nào. Mẹ đã lần đầu tiên mẹ mua số kẹo nào? Ta lấy 108. Trừ đi 130. Trừ đi 3, trừ đi 30 đúng không? 108 trừ 30 thì sẽ còn lại 78. Và yêu cầu bài toán này hỏi là lúc đầu mẹ mua tất cả bao nhiêu gói bánh và gói kẹo? Lúc đầu này, lúc đầu là 78. Ta lấy 78. Ta cộng với 24 là 24 gói bánh. 8 cộng 4 12 2 nhân 1 7 2 9 thêm 10 102. Vậy đánh 102 gói bánh tất cả. Câu tiếp theo điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào chỗ chấm. Vậy ta có 4.984 ta chia 4. 4.984 ta chia cho 4. Được mấy hả con? 4.984 chia 4 bằng 1.246. 1.246 như thế nào với 1.240? 1.246 sẽ lớn hơn 1.240. Con ấn vào đó, đánh dấu lớn. Câu số 9 cũng điền dấu. Vậy ta có một biểu thước 758. 758 có làm sao? Ta nhân 4 Được làm sao nữa? rồi ta cộng với 1.689 Và kết quả bằng bao nhiêu bằng nào? là 4.721. Bên kia 4.720, vậy ta điền dấu gì hả con? Ta sẽ điền dấu lớn hơn. Phải điền dấu lớn hơn. Sao? Cha nước. Còn có thế mà đâu chấm tắt nơi còn gọi là oái oái. Tiếp tục. 1236 nhân 3 bao nhiêu? 1.236 nhân với 3 bằng là ta sẽ lấy bằng là 3.708. 3.708. Bên kia 3.710, vậy ta đến gì? Ta sẽ điền số bé hơn. Sau đó chúng ta cũng nộp bài. Sau đó chúng ta ấn gì nhỉ? Nộp bài. Ấn nộp bài. Vậy chúng ta được cái bao nhiêu điểm nhé? Sau khi các em đã xem lại bài thật cẩn thận rồi thì các em nhấn nút nộp bài. Và bài ta đã sai một câu. Câu đó câu nào ấy nhỉ? Chắc Rồi. chắn là Rồi. Ta làm bài 3.
Câu nào tiếp theo bố xem lại. Cho nhấn bắt đầu. Một thùng dầu có 48.469 lít, người ta đổ thêm 1/9 số dầu trong thùng vào thùng nữa. Hỏi vậy người ta đã đổ thêm bao nhiêu lít? Người ta hỏi là vậy người ta đổ thêm bao nhiêu lít? Ta sẽ lấy 8.469, ta chia 9. Rồi ta lấy 8.400. Không, không cần. Người ta chỉ hỏi vậy người ta đổ thêm vào bao nhiêu lít thôi. Thêm bao nhiêu lít đây? Thêm 9.400. 941. 941. Hoa có 68 nhân vở, hồng có số nhân vở gấp 3 lần số nhân vở của hoa. Gấp thêm số lần ta làm thế nào? Gấp lên một số lần ta sẽ lấy 68 nhân với 3. Bằng bao nhiêu hả con? Sẽ bằng là 204. Em x nhân với 5 bằng 6785. Ta làm thế nào? Ta sẽ lấy 6785, ta chia cho 5. Bằng bao nhiêu? Bằng là 1357. 1357. Mình khi nào mình phải cẩn thận kể cả đánh số. Tìm x, biết x chia 6 bằng 126/3. Ta lấy 126 nhân với 3. Bằng bao nhiêu? 378. 378 ta sẽ nhân với 6. Ta nhân với 6 đúng không? Tìm số bị chia ta phải nhân với 6. Bằng 2200 bao nhiêu? 2268. Bánh nhanh lên. Mẹ đi chợ mua 3 gói bánh, mỗi gói 36.000 đồng, 50 kẹo mỗi gói giá 13.000 đồng. Mẹ đây có bán hàng 200.000 đồng. Hỏi có bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền? Bài toán này có trong sách giáo khoa đúng không? Ta lấy 36.000 đồng làm sao? Ta phải tính số tiền của bánh. Ta sẽ lấy 36.000 đồng. Ta chia cho. Chia 3. À, 1 gói 3 gói bánh. Nhân 3. Ta phải nhân với 3. Nhân mấy? Nhân 3. Bằng bao nhiêu? Bằng là 1.008.000 đồng. 1.008. Sau đó 5 cái kẹo với giá bao nhiêu? 5 cái kẹo một gói là 13.000 đồng. Mấy gói? Người ta sẽ lấy 13.000 đồng nhân với 5 sẽ bằng là 65.000 đồng. Vậy ta phải ta lấy 108.000 đồng cộng 65.000 đồng. Bằng bao nhiêu? Đúng rồi. Rồi ta lấy 200.000 đồng trừ đi. Đúng rồi. Số kết quả đó. Bằng 1.000 trong là trừ đi 200.000 đồng, đúng không? Vâng. 200.000 đồng trừ đi. Bằng bao nhiêu đây? Bằng là 27.000 đồng. Vậy có bán nào mà trả lại cho mẹ là 27.000 đồng. Một hình vuông có chu vi 104. Một hình chữ nhật có chiều dài, chiều rộng bằng cạnh hình vuông và bằng 1/3, 1/5 chiều dài. Hỏi chu vi chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông bao nhiêu? Là hỏi chu vi chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông bao nhiêu? Bây giờ ta phải tìm chu vi chữ nhật. Chu vi hình vuông biết rồi, đúng không? À. Thế mà bây giờ chu vi hình vuông bằng 104, vậy ta phải tìm cạnh hình vuông sẽ bằng bao nhiêu? Ta sẽ lấy 104 chia 4. Bằng bao nhiêu con? Bằng 26. Vậy một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông, cạnh của hình vuông là bằng 26. Vậy giờ hình chiều rộng bằng 26 rồi, mà chiều và bằng 1/5 chiều dài. Tức là chiều dài gấp 5 lần chiều rộng đúng không? Ta sẽ lấy 26 nhân 5. Nhân 5 bằng bao nhiêu? Bằng là 130. 26 cộng 130 bằng 156 đúng không? 156 nhân với 2. 156 nhân với 2. Bao nhiêu nhỉ? Bằng là 312. 312 bây giờ hỏi là chu vi chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông bao nhiêu? Ta sẽ lấy 26 nhân với 26. Ừ, sao lại 26 nhân 6 hả con? Làm gì 26 nhân 6? Hỏi chu vi chữ nhật lớn hơn chu vi. Ta à, chu vi là chu vi 26 nhân 4, cái chu vi ta có rồi đây. Biết rồi. Ta còn học làm sao đây? Người hỏi chu vi chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông cơ mà. Thì ta lấy 312 trừ đi 104. Thế thì phải nói 312 trừ 104 chứ. Nhưng con vừa nói nhầm chứ không? Sao nói nhầm thì trong quá trình làm toán mà nói nhầm thì còn phải học hành gì nữa. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 208. Bằng 208. Vậy con đánh vào 208.